Mới đây, FIFA đã công bố danh sách đề cử cho các hạng mục giải thưởng ở giải nam cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA với 12 cầu thủ. Tính cả Ilkay Gundogan, Man City áp đảo danh sách này với 6 đại diện. Năm cầu thủ còn lại được đề cử là Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Rodri và Bernardo Silva. Man City áp đảo trong danh sách đề cử của FIFA là điều không quá bất ngờ, vì trong mùa giải vừa qua họ giành được cú ăn ba. Messi không thể hiện quá nhiều trong mùa áo của PSG, nhưng với dấu ấn đặc biệt ở World Cup 2022, Messi cũng góp mặt trong danh sách đề cử của FIFA. Tương tự là trường hợp của Kylian Mbappe, người giành danh hiệu vua phá lưới World Cup. Trong lễ trao giải FIFA The Best năm ngoái, người giành chiến thắng là Messi. Đây là lần thứ hai Messi giành danh hiệu này. Huyền thoại người Argentina cùng Ronaldo và Lewandowski là ba cầu thủ giành giải The Best nhiều nhất với 2 lần. Ở đề cử thủ môn xuất sắc nhất năm The Best 2023, FIFA đã lựa chọn 5 ứng viên là Yassin Bono của Sevilla, Thibaut Courtois của Real Madrid, Ederson của Man City, Andre Onana của Inter và Marc-Andre ter Stegen của Barcelona. Khác với quả bóng vàng, giải The Best được tính thành tích từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023. Vì vậy, Emiliano Martinez không được đề cử. Thủ môn của đội tuyển Argentina đã giành giải thưởng này ở lễ trao giải năm ngoái sau chức vô địch World Cup 2022. Andre Onana lọt vào danh sách đề cử với dấu ấn đặc biệt trong mùa áo của Inter Milan. Ngoài danh hiệu siêu cúp Ý, Coppa Italia, Onana còn tỏa sáng để cùng Nerazzurri vào đến trận chung kết Champions League. Còn trong mùa giải trước, Ter Stegen đã giành siêu cúp Tây Ban Nha và La Liga. Anh cũng được vinh danh với giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa 2022-2023. Manchester United cuối cùng cũng đã có biện pháp trừng phạt Jadon Sancho khi cầu thủ này công khai bật lại Erik ten Hag. Theo đó, ngôi sao trẻ cánh người Anh đã bị loại khỏi đội 1 và đang chờ án kỷ luật. Man United tuyên bố ngắn gọn trên trang chủ. Sancho sẽ tiếp tục chương trình tập riêng cách xa đội 1 và chờ quyết định xử lý kỷ luật của đội. Ten Hag là một huấn luyện viên rất cứng rắn và kỷ luật. Sau khi tiếp quản Man United, huấn luyện viên người Hà Lan sẵn sàng trừng phạt bất kỳ cầu thủ nào nếu vi phạm quy định. Ronaldo hay Rashford đều từng bị Ten Hag dằn mặt. Riêng Ronaldo đã bị chấm dứt hợp đồng sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan. Vì vậy, Sancho có thể phải nhận án kỷ luật rất nặng sau khi công khai chỉ trích huấn luyện viên. Sancho sau đó dù đã xóa bài đăng nhưng vẫn không thể tránh khỏi hình thức kỷ luật từ câu lạc bộ. Daily Mail cho biết Erik ten Hag vừa ban hành một quy định mới tại Man United. Theo đó, các cầu thủ phải ở lại ăn trưa trong căng tin của đội thay vì về nhà dùng bữa trưa sau mỗi buổi tập. Nguồn tin trên cho biết thêm, thay vì ra về vào buổi trưa, từ bây giờ các cầu thủ Man United chỉ có thể rời trại tập trung vào lúc 14 giờ. Ten Hag áp dụng quy định này để tận dụng tối đa căng tin vừa được Man United sửa sang lại với sự xuất hiện của đầu bếp trưởng mới Omar Mezian. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường dinh dưỡng cho các học trò đến từ Ten Hag. Ten Hag hy vọng thay đổi ông vừa áp dụng và những quy định mới được công bố trong thời gian tới sẽ giúp cải thiện phong độ và thành tích của Man United. Cụ thể, trong 4 trận Premier League đầu mùa, Quỷ Đỏ đã có đến 2 trận thua. Chấn thương viêm gót chân Asien khiến Bukayo Saka sa sút phong độ trong giai đoạn cuối mùa trước. Hậu quả là Arsenal đã hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Man City. Mùa hè này không có giải đấu lớn nên Arsenal hy vọng Saka có đủ thời gian để điều trị dứt điểm chấn thương. Tuy nhiên theo Mail Sport, Saka đến hiện tại vẫn chưa thể giải quyết vấn đề viêm gân Arsenal. Mùa này, cầu thủ chạy cánh đã có 4 trận mở màn Premier League, đóng góp 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Thế nhưng, chân của Saka không thể đạt thể trạng 100%. Mikel Arteta có lý do để lo lắng cho cuộc đua vô địch mùa này. Việc phải vật lộn với chấn thương khiến Saka chỉ ghi được 2 bàn trong 10 trận gần nhất của Arsenal, bao gồm cả mùa trước. Nếu vấn đề của Saka không được duy trì dứt điểm, Arsenal có thể cũng sẽ hụt hơi trong cuộc đua vô địch với những Liverpool hay Man City. Với sự điều chỉnh nhỏ từ UEFA, Premier League từ mùa 2023-2024 có thể có 5 suất giành quyền tham dự Champions League. Điều đó phụ thuộc vào thành tích của các câu lạc bộ Anh tại Champions League, Europa League và Europa Conference League mùa này. Nhưng trước khi chờ đợi top 5 Premier League được dự Champions League thì 4 vị trí dẫn đầu chắc chắn vẫn được đảm bảo. Sumitin Opta dự đoán Man City, Liverpool, Arsenal và Tottenham Hotspur sẽ kết thúc mùa này trong top 4. Cơ hội lọt vào top 4 của Man City, Liverpool và Arsenal là 80% hoặc cao hơn. Trong đó, Man City là 99,93%.
tỷ lệ tham dự Champions League của Spurs là 31,68%, cao hơn 3% so với Man United. Trước đó, Man United được dự đoán có 63,2% cơ hội vào top 4, nhưng hiện tại, sau mùa giải khởi đầu kém thuyết phục, con số này của họ chỉ còn 28,4%. Đáng chú ý, Chelsea bị dự đoán kết thúc ngoài top 10. Cách đây vài tuần, đội bóng phía Tây London có 16% cơ hội lọt vào top 4. Nhưng với các trận thua trước West Ham và Nottingham Forest đã khiến con số này của họ chỉ còn 1,3%. Liên đoàn bóng đá Đức vẫn đang tìm kiếm huấn luyện viên mới sau khi Hansi Flick bị sa thải hôm Chủ nhật sau thất bại 1-4 trên sân nhà trước Nhật Bản. Cựu tiền đạo huyền thoại đội tuyển Đức và là giám đốc thể thao của liên đoàn Rudi Völler sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển Đức, và ông đã cùng với đội tuyển giành chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Pháp vài ngày sau đó. Theo tờ Bild, liên đoàn bóng đá Đức đã sớm liên hệ với Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann trước đó bị Bayern sa thải hồi tháng 3. Dù đội bóng của Đức vẫn đang trong cuộc đua danh hiệu vô địch Bundesliga và Champions League, những nguồn tin thân cận cho biết Bayern Munich sẵn sàng miễn một khoản phí để Nagelsmann ra đi. Bild đưa tin Bayern đã yêu cầu liên đoàn bóng đá Đức chi trả toàn bộ tiền lương cho Nagelsmann trong thời gian còn lại của hợp đồng. Nếu liên đoàn bóng đá Đức đồng ý với yêu cầu này, Bayern Munich sẽ tiết kiệm được gần 20 triệu euro vẫn còn đang nợ Nagelsmann trong phần còn lại của hợp đồng.